Mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm cái sếp. Cái sếp là một cái nó khá quan trọng trong cái ngành móng của mình, mà đa số mấy bạn làm hoàn toàn nó bị sai hết. Mấy bạn làm sai thì cái sếp nó không có đẹp, mà mấy bạn biết không, hôm nay làm sếp Vicky ơi nha, hôm nay anh sẽ dạy làm sếp nha. Thì mấy bạn thấy là David sẽ gắn thiếp vào đây rồi. Lúc nào cũng để cũng nói hết là mấy bạn trước khi gắn thiếp á, mấy bạn nên nhớ mấy bạn coi cái móng của người ta từ trong này nó đi ra. Ok, hai cái thân móng mấy bạn nhìn nè. Thấy không? Mấy bạn giữ làm sao mà cái móng này này nó đi nó đi thẳng vô như vậy, nó đi thẳng vô. Lúc nào nó cũng đi thẳng vô hết. Nè, nó thẳng vô. Thì mấy bạn thấy nó thẳng vô như vậy thì mình cảm thấy nó đúng nè. Đúng không? Đó. Mà cái sếp á, là cái coffin là cái coi như là khó nhất của nhiều người. Cái sếp mấy bạn làm sai hoài, cái cóp sếp là làm sai hoài luôn, làm méo hoài luôn, làm không có đều. Lý do là nó có nhiều cái lý do là đều không đều á, là mấy bạn khi mà mấy bạn gắn cái thiếp không đúng này, khi mấy bạn làm xong rồi mấy bạn dúa cái sếp không đúng tiêu chuẩn nữa. Cái sếp cầm cái dúa phải đúng cái tiêu chuẩn thì nó mới thẳng và nó đều được nha mấy bạn. Thì bây giờ đây mình sẽ cắt lại cho mấy bạn coi này ha, mình sẽ cắt ngắn nha cái sếp có phần nha. Ok. Đây. Ok. Mấy bạn nhìn ha. Cái sếp đây là cái sếp coffin. Khi mình cắt xong thì đâu có, nhiều khi cái sếp mình không có mua được cái sếp thẳng như vậy đó thì nó không có ấy đều được. Đâm ra mấy bạn nhớ cầm cái dũa, mấy bạn dũa này. Ha, cái sếp coffin này. Mấy bạn làm ơn mấy bạn dũa một đường như vậy thôi, mấy bạn đừng dũa nhiều. Ok. Mình đừng có dũa nhiều quá. Một con đường mình đi thôi. Thấy chưa? Qua bên đây mấy bạn cũng vậy nè. Cũng là một con đường mấy bạn đi thôi. Thẳng và đều, nên là mấy bạn cầm cái dũa này. Không, đừng có nghiêng đâu hết tất cả, nó nằm đứng đứng giống là đứng thẳng cái gậy như vậy nè, chứ không có nghiêng góc độ nào hết á. Ok, nó chỉ nghiêng là này, đè đứng này, thấy không? Đó, các bạn thấy chưa, nó nghiêng là nó nghiêng năm năm bảy độ thôi chứ không có nghiêng nhiều. À, mấy bạn nhìn này, thấy chưa, cứ thế mà đi vào, nó nghiêng là nó nghiêng về hướng bên đây nè, các bạn thấy chưa, dũa xếp nè, đó, dũa xếp này. Mấy bạn dũa xếp đẹp á, xong. Nhưng mà mấy bạn không biết đắp, mấy bạn đắp sai thì mấy bạn lấy xếp lại thì cũng bị hư nữa. Mấy bạn hiểu chưa? Tại vì lý do như vậy này, có nhiều bạn đắp cái cây cọ to quá. Hiểu không? Khi cái cọ của bạn to quá, mấy bạn đắp á là mấy bạn chỉ có đè đè trên cái mặt bột thôi, mấy bạn cứ đè như vậy này, đè, đắp như vậy không. Đa số là các bạn cứ đắp như thế này. Mấy bạn đắp như vậy mấy bạn đè dữ quá, liquid thì nó lại dính đầy lên trên bột, lên trên tay người ta. Polly, hello Kaylin. Hello Polly em. Long time no see. Khỏe không em? Trời ơi em, trốn anh nó mất tiêu rồi. Lâu nay không thấy em đâu hết. Nè, các bạn thấy chưa? Dũa xếp nè. Nè, nhìn mấy bạn nhìn cho kỹ này. Các bạn thấy rõ không? Có cần phải đi phải chỉnh cái camera lại chút xíu nào không? Đây. Đó, mấy bạn nhìn này không? Nằm ngay đây nè. Thì mấy bạn thấy nè, cái đây đây này. Khỏe ha, khỏe vậy là vui rồi. Nè, mấy bạn thấy chưa? Ôm thẳng vô này. Thấy chưa? Dưới này, cái sếp nè. Nè, đi thẳng nè. Ok. Mấy bạn đừng có kéo, đừng có giật, đừng có làm đủ thứ hết á. À, dịch này ở bên đó đông đông khách không chú? Chị ơi, bé bé chị ơi, ở bên này chưa có mở cửa, bên chú chưa có mở cửa, đang còn đóng cửa. Trốn dịch phải không? Trốn dịch qua anh chơi đây. Hello Hương Đạt em khỏe không? Mấy bạn thấy chưa? Nè, dúa này cho nó thoảng ở dưới đều này, thấy chưa? Mấy bạn dúa thẳng này. Bên 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 Florida nó chưa có mở cửa, đâm ra là cũng chưa biết được. Nhưng mà mấy tiệm khác, mấy thành phố khác đó thì có, người ta có mở cửa rồi. Thì người ta đông khách lắm, coi như là người ta làm từ sáng đến tối luôn tại vì khách nó chờ. Thì sẽ ra người Mỹ người ta không có nhát lắm đâu, người ta lì lắm. Mở cửa cái là người ta đi ra đi làm nail ầm ầm lên à. Tóc ta gì người ta cũng cần làm hết trơn, người ta không có lo. Yêu giọng nói của anh. Ok, nhớ nha. Yêu không? Yêu nhiều không? Rồi mấy bạn coi kỹ lại nè. Mấy bạn thấy không, cái sếp nè. Nhớ là mấy bạn giữ làm mấy cái sếp là mấy bạn làm sao. Mấy bạn nhìn cho kỹ. Ngón tay của người ta, trời, cái bóng của mình trước mình làm đó mình phải tháo ra mới được. Ở trong đây mấy bạn nhìn cho kỹ, từ trong này đi ra nè, đúng không?
Thì hai cái này này mấy bạn kẹp lại này, thì miễn làm sao mà cái móng của họ nó đi ở ngay cái con đường ở ngay giữa này, thì mấy bạn cứ cứ chia ra đi, mấy bạn thấy chưa, là cái shape coffin này thấy chưa, nó phải vô như vậy này, nó phải vô như vậy này, nó mới đẹp. Tại vì cái problem nhiều người bị lắm là lúc mấy bạn làm shape này, có thể là mấy bạn làm shape cũng ok đi. Hello Nguyễn Trúc Hương, em brother khỏe không? Hoa Lữ Văn Cường, hai khuyên em khỏe không? Sau đó là mấy bạn, khi mấy bạn đắp bột đó, mấy bạn nên nhớ mấy bạn đắp cái bột, cái cọ của mấy bạn to quá. Mấy bạn cái cọ này có số 10 ha. Đây kia là cái cọ này số 12 đây. Nè. Mấy bạn lấy cái cọ to quá, mà sau khi mấy bạn lấy cái cọ to quá đó mấy bạn đắp á, thì mấy bạn lại lại hello Thủy Tiên em, khỏe không em? Ngủ ngon không? Biết sao vô đi học cái này là Thủy Tiên ơi, học sếp này, anh đang dạy sếp này. Tại vì lý do, có rất là nhiều lý do mấy em làm cái sếp nó không đẹp. Cái thứ nhất là em dùng cọ to quá. Cái thứ hai, liquid của em khô nhanh quá. Hello Lily em. Liquid của em khô nhanh quá thì em làm em toát mồ hôi ra để em đắp cục bột. Em không có enjoy một cái gì trong đó hết tất cả. Mấy bạn nên nhớ như vậy này, người ta gọi là đắp là ghiền. Có nghĩa là sao? Mình đắp mà ghiền đó là mình sẽ tạo ra một cái đam mê cho mình. Hiểu không? Mấy bạn hiểu không? Đâm ra mấy bạn đắp mà không ghiền thì không bao giờ mấy bạn làm đẹp hết tất cả. Mấy bạn cứ nên nhớ như vậy. Làm gì làm, bắt buộc mình phải đắp là mình phải ghiền. Đó, mấy bạn và mấy các em nên nhớ như vậy đó. Thì đâm ra là chịu khó đó, đi theo coi anh làm nè. Hello ông anh tài nghệ, hello Vivian, em đẹp, em khỏe không? Nè, mấy bạn cứ nhớ không? Thì khi mấy bạn mới đắp bắp cây cọ, thí dụ cái cọ này đi to, cái cọ này số mười mấy đây. Này, cái cọ số 16 là cái cọ bự nhất này. Mấy bạn thấy chưa? Cọ này số 16 này. Cọ này nó bị khô rồi nè, thấy không? Mấy bạn đắp cái cọ số 16 mà mấy bạn đắp như thế này. Số bạn đắp cây cọ số 20. Hôm nay anh khỏe em. Nghĩa Nini Phạm, hello Nhung. Mấy bạn đắp cái cọ số to quá mấy bạn đắp như vậy này. Thấy chưa? Đúng không? David nói đúng vậy, y chang này mấy bạn đắp này. Mấy bạn đắp như vậy này, mấy bạn dùng cái body ở đây hoặc là mấy bạn quét ở đây này, mấy bạn quét ở đây thì mấy bạn quét này. Nó quá khỏe ở ngay giữa, mấy bạn cứ quét như vậy xuống, mấy bạn đắp, mấy bạn quét như vậy xuống. Mấy bạn quét như vậy thì hai bên này nó bè ra mà ở dưới nó mỏng. Thì đâm ra cái đó là cái vấn đề lớn nhất của tất cả mọi người đã làm của mọi thợ nail á. Mà trời ơi nó trời nóng, nó của quạt khô nhanh không kịp kéo mà không mở quạt thì bình thường. Lưu Huỳnh, con mua loại tốt xưa giờ do thời tiết hay sao vậy? Con đang ở đâu vậy bé? Mà chị Thị Mỹ Anh đang ở Việt Nam hay ở đâu? Hey, anh khỏe không anh? Hôm nay anh có dạy bắt chuồn chuồn không? Bắt chuồn chuồn này em muốn chuồn chuồn không anh? Bắt chuồn chuồn cho em chơi. À, chút xíu nữa anh sẽ live stream ở đằng sau vườn nha. Đằng sau vườn của anh ngày hôm nay đẹp lắm. À, anh có mấy người đang tới đào giếng. Anh đào một xong một cái giếng rồi bây giờ đào thêm cái giếng nữa. À, rồi đằng sau bây giờ đẹp lắm rồi. Mấy mấy bạn phải mua liquid chisel nha, đắp rất tốt. Đúng rồi đó, đúng rồi thôi. Em đang ở Việt Nam thì có thể là một thiết, thứ nhất là trời tiết nó nóng, thứ hai nữa là em xài cái liquid khô nhanh. Có một người tên là Annie Lê đó, có bán cái liquid của Mỹ đó, liquid của không chisel thì không có nhưng bán cái liquid của Mỹ đó, khá tốt. À, mấy bạn thử nghiên cứu mà liên lạc dùng cái em đó nha, mấy em nó bán liquid là liquid của Mỹ đó. Liquid đó là liquid nó hơi chảy nhưng mà về Việt Nam thì nó hết chảy rồi. Nhưng mà anh có một cái mẹo anh làm như vậy này, là anh làm như vậy này chị ơi. Thí dụ đây này, cái đụng cái lon cái ly này là ly liquid, đựng liquid này. Ok. Em kiếm một cái chén, một cái chén bự bự á, cái chén bên ngoài ha, cái tô hay cái chén gì đó. Em bỏ đá vô cái chén đó, đúng không? Sau khi đó em lấy liquid em bỏ vô đây này, cũng giống như là em ngâm bia vậy đó. Người ta ngâm bia đúng không? Thì em ngâm liquid trong này. Thì cái nước lạnh đó, đó nó giúp cho cái liquid của mình nó không có nó giữ được cái, tại vì nó Việt Nam thì nó nóng quá thì nó sẽ giúp cho mình là cái liquid của mình nó sẽ khô, nó bớt chảy lại. Em hiểu chưa? Em thử làm giống như anh vậy đi. Bỏ bỏ cái liquid vô cái ly giống như vậy. Xong khi đó lấy một cái chén đá, bỏ cái nước vô rồi ngâm cái này vô như này này, để cho thật lâu để cho cái ly cái nước này nó lạnh đi. Khi mà nó lạnh đi mình lấy ra mình đắp bột. Nó sẽ giúp được cho một cái là nó sẽ lâu khô.
nha, thử cái đó đi nha. Rồi giờ mấy bạn coi lại này, thấy không, lấy cái shape này, cái shape là cái quan trọng nhất. Mấy bạn bị cái problem, nếu bây giờ mình tiếp tục mình đi lại, mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn lấy lại cái shape, tại vì đây mình hướng dẫn cái shape rất là nhiều nhưng mà vẫn có nhiều em, có nhiều bạn chưa có làm được ha. Mấy bạn nhìn kỹ này, nắm tay người khách này, đúng không, nắm tay khách này, cầm cái này này, thấy không, đi này nè, thấy chưa, mấy bạn thấy giống y chang mình đang cưa một cái cây gì đó. Các bạn cứ nhớ là mình đang cưa một cái cây này, thấy không, mình cưa một cái cây như vậy thì mình không có thể nào mình chuyển được, mà đừng có mu qua mu lại để làm cái gì. Mình làm đó là mình chủ yếu là mình muốn làm một cái set là nó thẳng, là đi thẳng thôi. Các bạn thấy chưa, mà đưa vô như vậy. Bây giờ qua bên đây này, các bạn coi nè, nó cũng giống y chang một cái cưa vậy, không có thay đổi cái vị trí, cứ thế mà vuốt xuống. Thấy chưa, cái tay này này mình đè nó vào, nếu bạn hiểu chưa, bạn đè nó vô này, thấy chưa, đè nó vô này, thấy không đó. Và sau đó mấy bạn lấy cái này thẳng đây, các bạn coi là đi đây xuống đây, ở đi đây là bằng đây này đó, này đi vô lại chút xíu cho nó đều này, dưới này dơ này ha. Này mấy bạn thấy không, đang con đang đắp cỏ hay dính bột thì mình xử lý như thế nào. Ok Nguyễn Hà Yến Vi, như thế này, nếu mà mình đắp bột mà nó đắp đắp bột mà cái cọ nó dính vào bột, là vì lý do đó là khi mình đắp á, mình kéo nhiều quá, mình kéo cái cục bột nhiều quá thì cái bột nó sẽ dính vào cái cọ của mình, nó sẽ làm cái dơ thì nó sẽ dính vào cái cọ, mà càng dính vào cái cọ mà mình không chùi đi thì mình càng kéo thì nó lại càng bị hư cái mặt bột của mình. Người ta gọi là đắp bột nhưng mà thực sự ra mình không có đắp bột đâu mấy bạn ơi, mình để bột lên là mình điều khiển nó chứ mình đừng có đắp nó. Hai em Vi Viền đẹp không em? Em đẹp không, bữa nào em dỗ cho em coi nha. Mấy bạn hiểu em gì hiểu không, đừng có bé bé chuyện này hiểu không, mình đừng mình đắp bột là mình không có kéo bột lẹ quá, mình điều khiển cục bột, có nghĩa là mình là một người chủ, ok, mình điều khiển nó cho tới khi nào cục bột nó sẽ chạy theo ý của mình thì thôi. Mấy em hiểu chưa, tại vì á mình đưa cục bột lên mà mình cứ lấy cái cọ mình quét 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 rầm 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 lên, vô tác dụng, không làm được gì hết, không đúng công thức, không đúng quy tắc, hoàn toàn làm sai. Hồi xưa ở trường học dạy cũng sai, trường học cô giáo thầy giáo hồi mười mấy 20 năm trước dạy cũng sai, tại vì lý do lúc đó người ta chưa có kinh nghiệm à, người ta chỉ biết cái căn bản là dạy lấy cái bột bỏ 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 lên thôi, nhưng mà thiệt sự ra như vậy không có đúng, mấy bạn hiểu không, nó không có đúng. Thì sau này đó mình càng làm nhiều, kinh nghiệm của mình nó có thì mình cảm thấy được là mình không có đắp bột nữa, mình chỉ có hướng dẫn bột thôi chứ mình không có đắp nó. Có nghĩa là mình bỏ cục bột lên, nó sẽ có độ chảy của nó sẽ có độ dẻo của nó, thì các bạn sẽ hướng dẫn nó đi theo cái độ chảy và độ dẻo của nó. Anh ơi, bàn tay giả đang dùng để tập đắp bột mùa đâu chủ yếu. Ok, anh có ghi ở đây này, em đi vào trong cái chỗ nó gọi là Amazon á, ok, chờ anh chút xíu, anh có ghi xuống đây hôm trước anh có đề cho mọi người. Em đi vào trong cái chỗ mà trong cái công ty mà Amazon nó bán ở trong đó, thì khi mà em vô Amazon em sẽ setup cái account hay là em muốn mua như thế nào tùy theo em. Em bấm vào, em chấm vào cái search đó, là em bấm vào chữ practice hand for fake nail nha. Thì em vô đây nè, em vô đây em bấm vào cái chữ này practice hand for fake nail, nó sẽ hiện lên một đống bàn tay giống như vậy luôn. Ok, khi em mua cái đó về xong rồi đó, ok, em nhớ em mua thêm một cái bịch giống như vậy, là vì lý do tại vì mình làm cái này hết thì mình quăng đi rồi, mình đâu còn nữa đâu, mình làm bắt buộc mình phải mua một bịch giống như vậy hoặc là 2 bịch để mình về nhà mình tập. Nhưng mà một trong trong vòng bây giờ 1 tháng nữa thôi thì mình không cần phải mua nhiều, mua một thêm một bịch thôi, là về mai mốt nó mở ra rồi thì mấy em từ từ mấy em tập trên tay thật nó tốt hơn là tay giả, tại vì giờ anh không có tay thật làm, tại vì nó social distance đó, mình không có cầm tay thật người khách được ha. Thì bây giờ mình làm tay giả cho mấy em mấy bạn thấy thôi. Thế đó, mấy bạn thấy không, mình vua cái sếp là mình phải biết
cái đũa này thẳng là thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Nó phải thẳng. Ok, mấy bạn coi lại này. Thấy chưa? Look, now I'm gonna show you guys again. You see how I hold my client nail and see how I file. I file like a saw. Just back and forth like a saw. Don't do this, don't do that, don't move around too much. Ok, đừng có giật qua giật lại rồi làm này làm kia chi cho nó mệt. Ok, mình đánh là phải đánh cho chúng. Ok, một đường là một đường thôi. Cứ thế mà đi, cứ con đường thẳng mà đi. Các bạn nhìn kỹ nè, thấy chưa? Nhưng mà nó có, nó làm ra nó sẽ đẹp. Mà nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Mấy bạn thấy đó, thấy không? Giữa cái xếp, giữa cái xếp này thấy chưa? Đi qua này, đi lại này, thấy chưa? Đó, nhẹ nhàng. Thì cái xếp của mình nó ra, đâu ra đó hết. Ok, nó đều này. Bây giờ mấy bạn coi lại nè. Tiếp tục giữa xếp nè. Thấy chưa? Một đường đi đúng không? Nè, một đường đi nè. Thấy chưa? Các bạn thấy một đường đi không? Một đường đi thôi. Một đường đi thôi. Đừng có vúa, vúa nhanh, vúa lẹ không thành vấn đề, nhưng mà chỉ vúa một đường thôi. Các bạn hiểu chưa? Nè. Cái shape là cái quan trọng lắm. So many people make mistake with the shaping. They try to be creative and they fail too much. And they drag, they do all kind of different things. So don't do that. Try not to do that, okay? Mấy bạn nhớ là như vậy ha. Thì giờ mấy bạn coi nè. Lý do đắp bột ngu mà vúa méo quá thì làm sao anh? Ngủ hả? Ngủ mà vúa méo quá. Hello Lily, em nói gì em? Ngủ mà vúa nếu mà vúa méo quá thì sao hả? Vúa méo quá thì cái tay của em vúa nó ra không có đều. Em hiểu không? Bắt buộc em phải vúa thẳng như vậy này, em vúa méo quá thì em phải sửa chứ. Nhưng mà bây giờ mình đừng có nên mình tập vúa thẳng đi. Nếu ở đó, nếu mà vúa méo quá thì làm sao đó? Thì nếu như vậy em tập thẳng, em vúa cho thẳng đi, em tập cho thẳng này, em coi này, cái vúa này cầm một đường đầy em này. Thấy chưa? Bên này cũng vậy nè, mấy bạn coi này, thấy không? Đi thẳng nè. Nhẹ nhàng đúng không? Đi lên đi xuống thôi nè. Thấy cái tay của David cầm không? Đi lên nè, đi xuống nè. Đi lên đi xuống. Nó rất là đều. Cái đó là cái hello kỷ niệm em. Cái đó là cái mistake của nhiều người làm ra, bị mistake giống như vậy. Bây giờ mấy bạn coi là mình double cho mấy bạn coi này. Bây giờ mấy bạn thấy là mình double xong là bây giờ mình dùng cái cọ số 16 đi nha. Cái cọ bự giống như là cái cọ đang mấy bạn đang xài cọ 16 này. Mấy bạn thấy chưa? Có nhiều bạn xài cọ 16, 14, 10 hello nail Thanh Thảo em. Nhưng mà các bạn nên nhớ là như vậy này, cái cọ to này như vậy là đắp không có đẹp bằng cái cọ nhỏ. Lý do thì tại vì nó to quá, nó không cần cái nó không cần phải làm to giống như vậy. Đó, cọ 20 méo quá đổi qua bóng khác giữa lại. Thì tháo nó ra thôi, nếu mà lỡ méo quá thì phải tháo nó ra thôi. Này mấy bạn coi nha, mình đắp cho mấy bạn coi nha, cái này cái cọ lớn nè. Ok. Đục vô cái kính. Ok mấy bạn chờ lại nha. Nè mấy bạn coi ha, mình lấy cục bột nha. Nè, mấy bạn thấy là mình thả cục bột đây nè. Cuticle nè, thấy chưa? Nghiêng móng người ta qua này, thấy chưa mấy bạn, nghiêng móng xuống không? Mấy bạn thấy để cho nó chạy không? Vuốt hai bên vô nè. Đó. Đây là tại vì lý do đây mình muốn làm cho nó cục bột bự nè. Bây giờ mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy mình điều khiển không? Đó. Động tác của mình làm rất là nhẹ, ok? Mấy bạn nên nhớ là mình không mấy, em biết sao không? Em đắp mà em vuốt nhiều quá. Này em hiểu chưa? Này em vuốt nhiều quá. Khi mà mình vuốt nhiều quá mấy bạn vuốt nhiều quá đó thì này, khi mà nó còn khô khô lại như vậy rồi nó dễ chỉnh hơn này. Khi mà nó còn ướt á, mình vuốt nhiều quá thì nó sẽ bị vấn đề nhiều lắm. Các bạn thấy chưa? Nè, lấy nó vô nè. Cái xếp đâu vẫn còn đâu ra đó nè. Đó. David sẽ làm lại một cái mà khi David sẽ vuốt nhiều giống như mấy bạn vuốt để cho coi này. Nó sẽ bị dính đầy cọ luôn. Bột bột chú mua nhiêu 100 gram clear hả?
Ồ, trong RAM là bao nhiêu đâu biết đâu mà bé ơi. Bé bé Tammy ơi, Tammy trả lời dùm cho Trịnh Thị Mỹ Anh dùm dùm anh cái coi. Ở bên Việt Nam đó, bé đó bên Việt Nam đó. Bé hỏi trăm RAM, biết trăm RAM là bao nhiêu. Tại bên này chú toàn là xài ao mới xài không biết RAM là như thế nào. Này mấy bạn thấy chưa? Hello Tom. Là bây giờ mình sẽ đắp theo cái kiểu mà những người mà hay anh xoài chút xíu đó cho chút xíu đó anh sẽ chiên cá anh xoài cho em coi, ok em đừng có lo, chút xíu đó anh làm xong anh sẽ cho em coi nè. Đây là cái problem của nhiều bạn mình ghế cái này cơ. Đây là cái problem của nhiều bạn nè, ok mấy bạn coi này, mấy bạn làm mấy bạn bị cái problem giống như vậy. Mấy bạn bỏ cục bột lên đúng không, mấy bạn không có biết, mấy bạn cứ như thế vậy, mấy bạn vắt như vậy này, mấy bạn cứ như vậy hoài trên cái cục bột của mình nè, mấy bạn cứ như vậy hoài trên cục bột của mình thì tại sao không thầy thấy dơ chưa? Tại vì nè mấy bạn này cứ là cứ mấy bạn cứ như vậy hoài thì mấy bạn càng làm bao nhiêu, mấy bạn càng quét bao nhiêu thì cái bột nó càng dơ, mà nó càng dơ bao nhiêu thì nó càng dính như bấy nhiêu mà nó chảy tứ lung tung hầm mà lành hết, mấy bạn thấy chưa? Nó rất là tệ khi mà mình làm theo cái kiểu đó. Đây là mình làm lại cái cách làm của mấy bạn trở lại cho mấy bạn coi này, là mấy bạn thấy là mình đã làm gì sai này. Anh ơi, Huỳnh Thị Tuyết Loan, anh ơi mình đắp bột mình cần sơn bám chứ không anh, mình đắp bột mình cần sơn sơn bám chứ không anh. Huỳnh Thị Tuyết Loan ơi, 12 ounce hả? Ok cảm ơn Stephanie Thái. 12 ounce là 1 gram hả? Cái này là 22 ounce thì khoảng chừng gần 2 gram thì khoảng ở đây bán khoảng chừng 60 đô 70 đô gì đó. Bịch to như vậy này, 60 70 đô thì khoảng chừng 100 mấy chục ngàn ở Việt Nam. 150 ngàn không? Có đó không? Đúng rồi. Làm gì cọ hư anh ơi. Thì đó đâm ra có nhiều người cứ đắp như vậy hoài thì đâm ra cái cọ nó bị hư, tại vì người ta chưa có điều khiển được cục bột. Người ta cứ sợ thôi, người ta cứ lo, người ta đắp ào 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 ào. Sao em làm hai bên sai nó bị lift hả? Ok. Hello Jenny Cao em làm trên hai bên sai nó bị lift là tại vì lúc mà mình dúa đó, anh thua là anh thua cách mình dúa. Hiểu không? Mình dúa hai bên này em phải dúa làm sao cho nó sạch trước khi em đó. Thì nếu mà em làm em có cái đồ nghề đầu dũa này nè, ok em chạy cuticle tròn hoặc là em làm có những cái đầu dũa nào đầu dũa này, cái quan trọng đó là em phải đi cho nó sạch cái cuticle đó, em sạch như vậy thì đó là bên nào gọi Việt Nam đúng rồi 1,4 triệu anh, ok đúng rồi Mỹ Linh, cảm ơn Mỹ Linh Tố em nè, 1,4 triệu ở 1,4 triệu là đúng rồi đó, ok đúng rồi 1,4 triệu là khoảng chừng 60 đô ha. Anh cũng không rành mấy cái tiền Việt Nam cho lắm, xin lỗi, lâu lâu anh cũng biết chứ nhưng mà nhiều khi anh cũng hay quên nè. Mấy bạn thấy chưa? Nè mấy bạn thấy không, mình là mấy bạn coi này, mình đắp cục bột là mình phải làm như thế nào, mình điều chỉnh cục bột như thế nào. Bây giờ mấy bạn coi lại này, mấy bạn coi là mình đắp bột nha, mình điều chỉnh cục bột cho nó chảy. Có bán anh Kim ơi, anh Kim gọi điện thoại cho cái số điện thoại là 903 đó, theo Lê mới post lên đó. Kim anh, em gọi số điện thoại đó đi, số điện thoại là 903-587-4954 ha, em liên lạc cái số đó, người ta có bán cho em. Rồi bây giờ mấy bạn coi lại này, thấy không? Mình sẽ đắp bột cho mấy bạn coi lại nha. Đập đắp làm sao để cho nó chuẩn nè, mấy bạn kỹ kỹ nha. Nè mấy bạn thả cái bột nè. Ok. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè. Ok. Nghiêng qua một bên này. Mấy bạn vuốt nó vào nè, thấy chưa? Ngay giữa. Chùi cọ này, vuốt vào ngay giữa này. Chùi cọ nè. Thịt là nhẹ trên mặt thôi. Mấy bạn hiểu chưa? Hất nó vô nè. Thấy không? Hất nó vô nè, thấy không? Mấy bạn làm này, có nghĩa là mình phớt phớt trên cái mặt bột thôi. Chứ mấy bạn đừng có đè. Tại vì mấy bạn đè, mấy bạn thấy không? Mấy bạn đè là hư cái cọ hết. Bạn đè mạnh tay quá. Mấy bạn hiểu chưa? Mình đè mạnh tay quá thì mua hàng không ăn không có bán em ơi, ở Việt mà phần ở đây không không ai gửi về Việt Nam đâu, ở Việt Nam xa quá, về cước phí nó xa lắm, nó khó khăn lắm. Không gửi về được. Ở bên Việt Nam có bán rồi thì em tự động em mua bên Việt Nam cũng được nha. Em gọi số điện thoại ở trên đó.
Thêm ơi, em chuyên bột về Việt Nam được chưa em? Tôi nêu ở đó 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 thì bên Việt Nam có người bán mà đâu cần chuyển về đâu, đã có sẵn ở bên đó rồi. Đó. Giờ mấy bạn coi lại này nha. Mình đắp bột, mình đừng có đè cái cục bột nó quá mà mình điều khiển cái cục bột cho nó. Nè mấy bạn coi lại nha, cây cọ số 16 tròn vàm luôn nè. Ok. Nhận thấy không? Nghiêng cục vỏ này, chùi cọ này, nghiêng này. Vuốt hai bên vô này. Thấy chưa? Chùi cọ nè. Vuốt hai bên vô này mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy cục bột cho nó chảy không? Mình điều khiển cái cục bột cho nó chảy xuống dưới tay chân là mình điều khiển như thế này này đó mấy bạn thấy chưa? Đó, vuốt vô này thấy không? Mấy anh chị có thấy không? Cái quan trọng là nó như vậy, vuốt nó vô, điều khiển nó. Ok. Ở đây làm sao bột không lỏng như của anh? À, tại vì Việt Nam em xài cái liquid khô nhanh quá đó, mai mốt em về em mua có cái em ở bên Việt Nam đó, em Anile đó. Cái số điện thoại Thamile mới bỏ lên đó. Mấy em liên lạc em đó đi, mấy em bán liquid cho xài cho nó dễ xài. Liquid của Mỹ đó, nó liquid chạy giống như của anh đang có nè. À, mấy bạn coi này, ôm nó vô nè thấy chưa? Thấy không? Ôm vô nhẹ nhàng nè. Đó. Thấy không? Mình không có cần phải gọi là chỗ này nó hơi bị lõm này. Ok. Chỗ nào lõm thì mình cho cục bột vào đó. Cái ấy là chest area. Ừ. Thì ở Việt Nam đó, ở Việt Nam có bé Anna Lê bán đó. Thammy Lê mới bỏ số điện thoại lên đó, mấy bạn cứ liên lạc ở đó nha. Rồi. Mấy bạn nhìn này thấy không? Hai cói này. Nên mấy bạn coi kỹ lại này. Mình đắp bột đó là mình điều khiển nó như thế này, hay hay anh em khỏe không? Các bạn nhớ nè, mấy em phải điều khiển cái tay của người ta. Ok, tại vì khi mà cái bột nó giống như là cái nước nó chảy xuống đó. Ok. Thì mấy bạn thấy á, này đây bây giờ mình lấy cái cọ nhỏ mấy bạn làm cho mấy bạn coi này. Thấy không? Mình dùng cái tay của người ta, mình nghiêng qua nghiêng lại. Ok, mình muốn nó chảy về hướng nào thì mình sẽ ngưng về hướng đó. Mấy bạn hiểu chưa? Mình cứ nghiêng nó thôi. Các bạn thấy không? Nghiêng nó này. Nghiêng cho nó chạy vào. Thì khi mà nó chạy như vậy đó thì nó mình điều khiển nó. Đúng rồi, Tony Quỳnh em dùng này. Hello Trinh Nguyễn em. Cảm ơn em nhiều ha. Các bạn coi lại này ha, mình sẽ lấy bột nè, mấy bạn nhìn kỹ nha. Nè cục bột nè. Các bạn thấy chưa? Thả nè. Ngay cuticle nè thấy chưa? Cái nghiêng con một bên này mấy bạn lo cuticle trước nè, thấy chưa? Cứ để cho bột nó chảy đi mặc kệ nó. Ok. Mấy bạn vuốt nó nhẹ nè. Thấy không? Đó. Mấy bạn thấy vuốt không? Nãy giờ David, bây giờ mấy bạn có thấy là David vuốt vuốt ở ngay giữa không? Không. Chưa, bây giờ chưa có cần vuốt. Tại vì nó đang chảy mà vuốt giữa làm chi? Trừ khi nào mà nó đứng lại đó thì mình hẳn vuốt nó xuống dưới. Đó, bây giờ nó bắt đầu nó đứng lại rồi nè. Thì mấy bạn mình di chuyển nó xuống nè. Các bạn thấy giờ ôm nó vô nè. Thấy không? Nè mấy bạn thấy không? Nhẹ nhàng nè. Cứ từ từ mà đẩy nè. Đó, mấy bạn thấy chưa? Đó, khi ra tới ngoài. Giữ hai bên này gọn lại, đắp cái đầu này lại rồi. Mình không có dư dư ra chút xíu nào hết. À. Mấy bạn thấy chưa? Ôm nó vô nè. Nhẹ nhàng nè, ôm nó vô nhẹ nhàng nè, thấy chưa? Rồi đó mình giữ đó. Còn không mình muốn giữ cái xếp nè. Đẩy nè. Đẩy nè, giữ xếp. Ok. Nguyễn Dầu em liên lạc cho em đang ở đâu về Nguyễn Dầu. Hello Dana Lee em. Làm sao cho nó có độ cong đi xuống đầu tiếp? Làm sao hả? Em coi Morgan, em để ý anh em để ý anh làm nè, là em có nghĩa là em điều khiển cục bột bằng một cái tay của em đi lên đi xuống. Nghe không Morgan? Thấy không? Nè em nhìn độ cong nè, em thấy độ cong không? Thấy chưa? Thì em ở Colorado hả? Ở bên Colorado thì có tiệm mà Cosmo Nail Supply có bán. Nguyễn Dầu ơi,
Ồ, Colorado ở Denver có tiệm mà có tiệm bán ở bên đó. Đó, này mấy bạn thấy chưa? Thấy không? Mình giữ cái móng của người ta, mình đi lên đi xuống, còn không thì mấy bạn inbox tell me giúp cho mấy bạn cũng được. Nếu mà những bạn nào hiện tại bây giờ supply chưa có mở cửa thì mấy bạn cứ liên lạc đó. Mấy bạn coi lại là thấy chưa? Lấy mình lấy cột lại cho mấy bạn coi nha. Hello David, chào. Nè mấy bạn thấy cái bột này mình để ngay cái cầu nè. Ok, thả cái bột ra nè. Để cái cầu cho nó tròn nè. Ok, mình lo cái cầu trước đúng không? Còn ở dưới nó sẽ chảy xuống mà kệ nó. Mình không lo gì hết tất cả. Thấy không? Mấy bạn cứ từ vuốt từ hai bên vuốt vào giữa đi. Ok. Bạn thấy chưa? À, đó. Vuốt hai bên vuốt hết vào giữa cho David. Thấy chưa? Đây là cái cách đắp móng dài. Rồi cái móng cánh mình cách đắp kiểu khác nữa, nó có nhiều kiểu cách đắp khác nhau. Này bạn thấy không, có nó xuống này, ôm nó vô này, thấy không? Bạn thấy chưa? Ôm nó vô nè. Ôm nó vô nè, không? À, có khi em làm bột chảy nhanh, nó flat, không có được cong. Tại vì em vuốt ở ngay giữa nhiều quá. Tom, anh đang làm bột coffee đây nè. Nãy giờ đang dạy có phần mà anh đâu dạy cái gì khác đâu. Nó bị flat là tại vì em kéo mạnh quá. Morgan ơi, em vuốt cái cọ của em hơi mạnh tay đó. Anh nói là em nó bị flat là vì lý do em vuốt hơi mạnh tay. Em chịu khó là em vuốt từ hai bên, em vuốt vào trong cho anh. Là bây giờ để anh đắp lại cho, anh đắp lại trên cái ngón anh đã đắp rồi nha. Em coi nha. Anh đắp lại nè. Nè. Em thấy cậu để cậu bột trên kia đi cậu không? Thấy không? Em ôm ngay vô đây cho anh này. Em ôm vô cho anh như vậy. Thì nếu mà em ôm vô như vậy đó, em nghiêng cái móng tay xuống để cho cái bột nó chảy xuống. Em đừng làm gì hết tất cả. Mà sau đó bắt đầu em vuốt nó xuống nè. Thấy chưa? Vuốt xuống nè. Thấy chưa? Vuốt vô nè, thấy chưa? Em vuốt vô cho anh vô giống như cái kiểu anh đang làm như bây giờ. Thì cái móng của em này, thì em thấy không? Anh không vuốt ở ngay giữa mà em vuốt từ hai bên, em vuốt hết vào ngay giữa, thì thấy không, cái shape coffin của mình nó vẫn còn nè, thấy không, nó vẫn còn nguyên không bị gì hết. Cây dũa mình xài, cây dũa mình xài số bao nhiêu vậy anh? Cây dũa xài là cây dũa gì em? Anh không hiểu, xài là sao? Cây dũa là cái cọ xài chứ cây dũa làm sao có xài? Cây dũa thì nó xài một chậu đó, nó có cái grid đó hả, hay là sao? Em hỏi lại anh, em nói là cho kỹ, anh không hiểu câu hỏi của em ha. Nè, các bạn thấy chưa? Em Morgan, em thấy chưa? Em vuốt từ hai bên, em vuốt hết vào trong giữa cho anh. Thì cái độ cong của em muốn nhìn ngang này. Cong cũng cong queo luôn nè. Cái này đắp tới hai lớp rồi đó nha. Tại vì anh nãy giờ anh làm hai lần nè. Thấy chưa? Đây là vẫn còn là, nhưng mà mình vẫn giữ được cái shape coffin nha mấy bạn. Mình chưa có mất cái shape coffin mặc dù giống như vậy. Tường Minh Hoàng. À, cái grid đó hả? Cái grid này thường thường thì mình em xài 100%. Nghe không? 100% là ok em. 108 thì nó hơi nhỏ. Nói đúng ra nếu mà em xài 108 em vúa lâu lắm. 108 á thì em vúa cho tay chân nước thì ok. Còn nếu mà em vúa bột thì em vúa 100% hoặc là 80 80 thì nó mạnh hơn nhé. Chứ 180 em vúa thì nó ấy lắm. Móng almond và point hả? Ok, hiện tại bây giờ là đã bốn ngón này là anh đang làm coffin nè. Anh làm bốn cái coffin xong, anh sẽ đi ra, anh sẽ làm pole và anh sẽ làm coffin cho Tom nha. Ok, rồi mấy bạn coi tiếp tục lại nha. Nè, mấy bạn nhìn kỹ nè. Đắp bột lại nhé nha, lớp này lớp thứ hai nha mấy bạn. Ngày hôm nay là mình hướng dẫn cho mấy bạn đắp bột nha. À, đắp bột và lấy xếp chứ xin lỗi. Hôm nay là ngày lấy xếp và đắp bột, mấy bạn coi lại nè. Đây. Thấy không? Thấy cục bột nè. Để ngay kia đi cầu này, thấy chưa?
nghiêng xuống nè. Thế giờ khi mấy bạn nghiêng xuống thì mấy bạn thấy nè, mấy bạn thấy ôm vô không nè? Morgan em nhìn cho kỹ nha, em thấy anh vuốt chưa nè? Mấy bạn nhìn cho kỹ nha, mấy bạn thấy David vuốt không nè? Thấy giờ vuốt nó vô nè, xí rồi nó ra tới nơi nè. Thấy giờ mấy bạn thấy vuốt vô không? Đó, khi ra tới đây rồi xong, you accomplish, okay, you finish with what you do. Nè, ôm nó vô nè, thấy chưa? Đó. Làm sao biết cục bột nó vừa đủ chín để đắp bột ăn? Ok, em chờ anh chút xíu, anh sẽ chỉ cho em. Là như thế này. À, mình muốn bị cảm rồi sao mình hắt hơi nha. À, chảy mũi. Hôm qua thiếu ngủ. Đây nè, ở Mỹ đắp bột dày và hay mỏng vậy anh? Tùy theo Thanh Thúy ơi, tùy theo cái móng. Thí dụ mà cái móng người ta dài như thế này thì em phải đắp dày chứ. Còn nếu mà móng có chút xíu thì em phải đắp mỏng chứ. Độ mỏng và độ dày đi tùy theo cái độ dài của móng tay nha. Chứ không phải là ở Mỹ hay đâu nó cũng giống nhau hết à. Miễn sao là mình đắp, mình khu Mỹ trắng á thì họ đắp rất là mỏng. Tại vì họ Mỹ trắng đó, họ chỉ có chút xíu thôi, họ không muốn đắp dày tại vì họ muốn natural. Còn khu mít đen thì nó đắp, phải đắp thịt dày, mà đắp mít đen mà đắp mỏng quá 2-3 ngày hôm sau nó trở lại nó gãy, nó mất máng vốn mình nữa. Thì đâm ra là đắp mỏng hay đắp dày tùy theo khu và tùy theo móng ha, tùy theo mỗi lúc. Người mít trắng á thì họ thích mỏng bao nhiêu đẹp bao nhiêu, nó tự nhiên, mà tại vì người ta đeo ngắn cũng mà. Còn người da đen á người ta phải đắp thiệt là dài mà dày nữa. Rồi ha, Nguyễn Văn Dung, hôm qua anh có đi anh chơi quá mà không có, ngày hôm qua anh đi chơi nhưng mà không có anh. Chuẩn bị ăn. Đó, hôm qua anh đi chơi quá không có anh, đâm ra anh yếu sức, hôm nay anh bị cảm. Chứ nếu mà hôm qua mà anh thì đâu có bị. Hello Tiến, khỏe mà chán quá, chán quá, chưa đi làm chán quá đúng không? Đây này, bây giờ tại sao mấy bạn nhìn kỹ nè, mấy bạn biết tại sao bột nó chín hay bột nó chưa chín? Bây giờ David làm cho mấy bạn coi, thấy mấy bạn coi nè. Nè, social distance nè. Thôi nhưng mà anh với em cần gì distance nữa. Nắm tay em thật chặt cho rồi. Nè mấy bạn coi nè, đây là tại sao cái bột nó chưa chín như vậy thế này. Cái này là bột chín nè. Bột chín có nghĩa là nó không còn một cái, nó không còn một cái gì trên này hết. Nè em Hoàng, Hoàng Đăng ơi, em mới tập á, thì em cọ số 12 giống như anh nha, tin anh đi, nên đầu tư vào cái cọ số 12, đừng nghe lời ai hết á. Anh không nói dốc mấy em đâu. Cây cọ số 18, cây số 20 em mang em bỏ vào tủ kính em trưng đi, em đừng, mấy em đừng có làm. Cây cọ số 12, 14 làm là ngon nhất. Nè, cái cọ cái khi mà cái bột nó chưa chín là như vậy nè, thấy chưa, thấy không, thấy cái trắng trắng không? Đó đó đó, mấy em nhìn kỹ chưa, cái đó là bột chưa chín đó. Đó, cái này là cái lấy liquid size đây nè. Chị em cắt nhúng cọ vô lưu huỳnh với lấy bột đúng cách. Ok, em coi lại để chút xíu anh lấy nó ra nè. À, lấy khu bột của anh đây này đúng không, khu liquid của anh đây này, lưu huỳnh của anh đây này, thấy không? Em thấy cụ lưu huỳnh không? Ok. Cắt đi em, bữa nào em cắt cái đó đi cho anh ha, em cho nó vào tủ kiến em trưng nó đi, hay là em đưa nó vào gara em cắt cho gara. Nè, liquid lấy nè, mấy bạn nhìn kỹ nha, mình lấy liquid nha, lấy liquid này, lấy lên này ha, nhớ là cùi chuồng cò sạch sẽ, lấy liquid lên này, thấy chưa? Đừng có lấy nhiều ít nước quá như thế này, mà đừng có lấy nhiều nước quá như thế này, mình lấy nó lên và mình kéo nhẹ nè, đó rất là nhẹ, kéo này ha, kéo lên này rất là nhẹ nè ha, và mình lấy cục bột mình để nó xuống này, đó mình lấy cục bột lên thì mấy bạn đưa nó lên, mấy bạn thấy không, từ từ nó chín, cái này là cũng hơi lâu chín nè, thấy chưa, bạn nhìn kỹ thấy không, nó chín là nó khác. Đây, lấy nó quệt lên này nè, đó cái này là bột chín đều nè, thấy chưa? Mấy bạn nhìn, mấy bạn dơ lên một cái mà bạn đếm 1, 2, 3 mà nó chưa chín hết là nó bị hơi khô đó. Mấy bạn hiểu chưa?
Cái đó là cái lấy chín hay không chín á. Chứ cho con hỏi khi con đắp bột xong, khi dúa xếp là đặt cây dúa như thế nào cho hai bên thẳng, con dúa hay bị lõm vào khóe và dẫn đến mất bột hai bên. Ok, chờ 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 chút xíu chứ trả lời cho nha. Hello Tika, how are you my friend? Em tập mà thầy dạy em làm cọ số 18 to quá. Đúng rồi Thanh Thúy ơi, cọ số 18 to quá. Em kiếm cây cọ số 10, 12, 14 em xài đi. Em đừng xài cọ số 18. Nó quá to luôn, nó thiệt. Vì sao đó? Tại vì những cái thời, những có những người thầy cổ điển đó. Anh nói thật luôn, anh nói thẳng luôn. Có những người thầy rất là cổ điển, họ dạy theo cái phương pháp thời xưa đó. Bây giờ nó áp dụng vào nó khó lắm. Tại vì bây giờ á là nhà nước á nó bắt mình dùng cái liquid MMA, EMA không à. Nó không cho mình dùng liquid MMA nữa. Mà lấy cái cọ số 18 mà để mà làm cho cái bột nước nước EMA này thì nó chảy tè le luôn, mà nó không có làm được, không có đẹp. Đâm ra to quá không có tốt. Không phải là cái gì to cũng tốt đâu nha mấy bạn. Nó nhỏ mà nó có vỏ, biết không? Lúc em mới học nhỏ kia nhờ anh kia đặt đi mua cọ, ông mua cho cái cọ số 16, 18 để đắp cho nhanh. Đâu phải đâu, đắp cũng không đắp nhanh được luôn. Nếu mà mình không biết đắp, mình đâu đắp nhanh được. Đâu phải là cọ to đắp nhanh đâu. Cọ to đắp là hư hết, không có kỹ thuật, không có đẹp nữa. Cho em hỏi có nên đắp hở khoảng một cọng tóc không anh? Được em, sát cũng được, một cọng tóc cũng được. Thika, what I'm trying to say is, I'm trying to say you number 12 brush, not number 18 or number 20, because some of them you number 20 are too big, number 18 are too big for acrylic, for the EMA monomer. EMA monomer don't need to do big brush, all you need is number small size. Bây giờ mấy bạn coi lại nè. Cảm ơn con ở Việt Nam canh chú like hồi vừa lên chú mang mừng quá. Ok, có thắc mắc thì cứ hỏi nha. Sao hello Vivian, sao em cười vui vậy? Này mấy bạn coi lại nè, lấy cái bột này thấy chưa? Thả cái bột nè. Nào, mấy bạn thấy chưa? Nghiêng nè. Để cái bột chảy này thấy không? Mấy bạn coi nè, để kêu đi cầu tròn nè. Thấy không? Vút vô nè. Chùi cọ nè. Thấy bước vô không? Bước vô này thấy chưa? Thấy bước vô chưa? Đó, mấy bạn thấy không? Nè thấy chưa? Rồi sau đó là chùi cọ này. Bây giờ các bạn cần làm là để làm gì? Ngay chỗ đầu này này, các bạn làm cho nó mỏng lại này. Các bạn làm ngay đây nè. Đó, mấy bạn hiểu chưa? Lý do là mình làm ngay cái đầu này nó mỏng thì để cho cái bóng nó tự nhiên. Mấy bạn hiểu chưa? Đây này, cái chỗ này là mỏng này. Đó, thấy chưa? Nó tự nhiên để cho mình khỏi dúa. Chứ mà mấy bạn để cái móng này ngay chỗ này mà nó dày quá, mấy bạn lấy này ra đi nha. Chỗ này mà nó dày quá, cái đầu mà thiếp mà nó dày quá là mình phải dúa đi chứ cực chứ làm gì nữa. Có nghĩa là mình kéo tới đó là mình nghiêng cái móng này xuống như vậy nè. Nhìn kỹ, mấy bạn nhìn kỹ thì kêu như này. Kéo xuống như vậy. Thấy không? Chứ đừng có kéo như vậy nữa, mình kéo như vậy để cho cái chỗ này nó mỏng xuống. Mấy bạn thấy chưa? Không có gì Thanh Thúy ơi. Đắp móng dài anh cũng xài cọ số 12, 14, 16 là maximum. Đừng bao giờ xài lớn hơn. Mấy em hiểu chưa? Rồi bây giờ mấy em coi lại nè. Anh đắp thêm một bột móng dài nữa nè. Trên cái móng dài này luôn nè. Ok. Mấy bạn coi kỹ lại nha. Bao lâu nữa không xong để chuẩn bị. Chắc nửa tiếng. Ok. Mấy bạn coi này đẩy nè. Ôm vô này thấy không? Các bạn thấy ôm vô không? Vuốt vô này. Đó. Mấy bạn thấy mình vuốt vô không? Thấy vô vuốt vô chưa? Đó, mấy bạn thấy vuốt không? Vuốt vô không? Đắp vô này, thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Kéo vô này. Cái tay của David moving around này. Đúng không? Không bao giờ nằm một chỗ hết nè. Kéo vô này. Thấy không? Đi ra tới ngoài đầu này. Thì ra tới ngoài này là mình muốn ngoài này mỏng đúng không? Mấy bạn đập ngay chỗ này để David. Đập ngay đây nè. Ôm nó vô này. Đó. Rồi bạn chấn cái ngay đây. Rồi bạn rút nó ra. Thấy chưa? Cục bột nó đi ra. Và sau đó mình giữ lại này. Thấy chưa? Ôm vô này. Ôm vô này.
14 ok, 14 ok. Anh David vừa giỏi, vừa nói chuyện vui nữa, chết người. Chết chưa anh, đâu thấy ai chết đâu, em có chết không? Anh em không chết đâu em. Hello Mỹ Linh em. À, size 12 đúng rồi, có anh xài đúng rồi, anh đang xài số 12. À, đắp bột nhanh khô có liên quan đến điều kiện độ không anh? Đúng rồi em, có điều kiện chứ, có chứ. Khi mà trời tiết nóng, thời tiết nó nóng quá thì nó sẽ bị khô nhanh. Thời tiết lạnh quá nó sẽ bị chảy. Thì đâm ra mình dùng cây cọ, mình phải biết cái thời tiết nó như thế nào để mình điều khiển nó. Mấy em hiểu chưa? Là bây giờ anh đắp lại cục bột khác nữa nè. Mấy em coi nha. Nè, cục bột này thả nè, kêu đi cò đúng không? Nè, nghiêng này. Giờ mấy bạn coi này, vuốt xuống này, cho cái cuticle nó tròn nè. Lo cuticle tròn nè. Chùi cọ nè. Vuốt hai bên vô nè, thấy không? Chùi cọ nè. Vuốt hai bên vô nè. Thấy chưa? Thấy vuốt không? Vuốt hai bên vô nè. Ok. Các bạn thấy chưa? Đó, vuốt hai bên vô nè. Ôm vô nè. Ôm vô nè. Thấy không? Ngay cái đầu nè, cho cục ngay đây nè. Đó, lấy nó ra. Quá xá, ngon lành đúng không? Các bạn thấy chưa? Sắp chết rồi hả? Em sao chết được? Hả? Các bạn coi lại nè, thấy chưa? Cái shape coffin. Bây giờ nè, mình sẽ vuốt shape coffin cho mấy bạn coi. Ok, mấy bạn nhìn kỹ đây. Mình đắp bột xong rồi. Đúng không mấy bạn? Là mình lấy xếp. Thì mấy bạn coi này, mình lấy xếp nè, tháo xuống nè. Cái xếp của mình á, mình lúc nãy là mình giũa, mình tại vì mình đã tốn rất là nhiều công để mình giũa cái xếp này rồi. Bạn hiểu chưa? Mà mình lấy cái xếp tốn suất nhiều quá mà bây giờ mình đắp nó bè quá đó thì mình cực cho mình chứ làm gì bây giờ? Đúng không? Đâm ra mấy bạn thấy là bây giờ mình đắp xong nó đã tròn đều nè, bạn giũa này. Em gì này, bé gì này, coi này, giũa này. Thấy chưa? Y chang như cũ thôi. Thẳng đây này. Thấy chưa? Thẳng đây này. Đi cong này. Đi cong là cong ở đâu? Cong là cong cái cuticle này. Thẳng này. Cong này. Thấy chưa? Thẳng này. Cong này. Đi qua bên đây lại nè. Nhìn nè. Thẳng này. Thấy thẳng không? Thấy chưa? Thẳng không? Cong này. Thẳng này. Cứ đường thẳng mà đi nè. Cong nè, cong nè. Thấy chưa? Rồi lấy cái đầu. Đó, mấy bạn thấy chưa? Thẳng nè. Thẳng nè. Đó. Đó. Bạn thấy không? Thì bây giờ là mấy bạn thấy nè. Ở đây này. Mình đắp hai lần đúng không? Tại vì mình cái này nãy là mình đắp cái này mình đắp tới hai lần lận thì đâm ra nó hơi bị dày. Hiểu không? Nhiều khi em bị đầu móng to vuốt một hồi sau nó bị lẻm hai bên móng với hai bên khóe luôn. Em ở đầu móng là em vuốt bị to đúng không? Rồi sau em vuốt nó bị lẻm hai bên này vuốt. Tại vì khi mà em vuốt em không có điều khiển được cái vuốt của em nữa. Cái lý do là như vậy nè. Em đắp nó bị hư rồi. Em cố gắng em giũa. Ok. Khi mà em cố gắng em giũa một hồi đó, em sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cái tẩu hỏa nhập ma đó nó làm cho em giũa hư cái xếp luôn. Em không điều khiển được cái giũa của em nữa. Em hiểu chưa? Tại vì em đắp cho nó rõ ràng thì em đã điều khiển được cái xếp của em rồi. Sau khi đó là em chỉ cần giũa cái xếp cái đầu này, em thấy chưa? Đó. Này em nhìn này, thì bây giờ anh chưa vuốt xếp gì hết, nhưng mà anh nhìn cái xếp của anh nó đã gần như là cái coffin rồi. Anh chỉ cần bỏ cái đầu xếp của anh vô đây thôi, anh chạy nhẹ như vậy thôi. Ok, anh qua bên đây anh cũng làm giống y chang vậy luôn, anh cũng nhẹ như vậy thôi. Nè, thì như vậy đó là anh điều khiển được cục bột của anh điều khiển được cái vúa của anh, coi như là cái từ từ A tới Z anh đều khiển được hết. Anh đều điều khiển được hết là vì lý do anh đã nắm được cái căn bản
bước đi của cái gánh thiết, cái đắp bột, cái tất cả. Nhưng mà mấy em phải nên nhớ, mấy em bắt buộc phải phải học như vậy thì mấy em mới trở thành master mà làm ra mới đẹp được. Nó không có khó, nó không khó mấy cái đó. Mấy em chỉ chịu khó theo anh theo thôi, mấy em chỉ chịu khó làm giống như là anh chị vậy đó, làm đúng y chang công thức vậy đó, dùng đúng bộ cọ này, dùng đúng bột này, cái gì cũng dùng đúng hết thì không có gì là khó hết. Tại sao cái fan anh làm nó dễ dàng như là anh chơi đây này. Bây giờ anh đắp cục bột 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 trắng cho em, mấy em coi này, này anh đắp cục bột trắng, anh làm cái fan này, anh điều khiển nó được là tại vì lý do đây này. Bây giờ anh điều khiển cục bột trắng lên cái móng này cho mấy em coi này ha, coi này. Tại vì anh nắm được cái đây là cái cọ này số 12, cọ bự luôn nha. Tại vì anh nắm được cái cục bột rồi, cơ bản của nó. Thấy không? Đưa lên này, thấy không? Bạn thấy không? Đưa lên này. Nhẹ nhàng này, mình đưa nó vào này, mình để nó ngay đây này, thấy không? Đó. Thấy không? Nhẹ ngay đầu này, thấy không? Mình đưa nó vào đây. Mình đưa nó vào đây. Chùi cọ này. Thấy không? Mấy bạn thấy cái cọ chùi cọ ha. Và sau đó này, mấy bạn đẩy này. Công đây nè. Đó. Rồi sau đó mấy bạn đập ngay đây nè. Thấy chưa? Đó. Cái này là cái fan ngắn thôi, mình không có làm dài. Các bạn hiểu không? Thì đó, cái đó là cái gọi là cái mình ráng tập để làm gì, để mình control. Cái control là một cái coi như là nó khó nhất. Anh đắp bột hôm trước á, anh tập á, bây giờ nó còn dính nè. Nha. Không? Hello Florian, em khỏe không? Nè. Bây giờ mấy bạn coi lại này, hôm nay không có học friend, tại vì anh thí dụ thôi, hôm nay anh đang học lấy dũa xếp coffin. Nè. Bây giờ coi lại này, coffin lại này, dũa nè. Thấy không? Đường này. Ok. Em thấy đường không? Em đây này, em đi cong cho anh ngay chỗ này nè. Đây này, đi thẳng này, thấy không? Em nhìn kỹ nè. Thẳng nè. Thấy không? Như cái cưa vậy đó, có này em đi cong cái này, cong cái này. Anh đi thẳng đây này, thấy không? Thấy không? Qua bên đây anh đi cong nhẹ cái này, đó, thấy chưa? Rồi sau đó anh vuốt ngay trên đầu. Ok, anh đi vào tay cái bên. Anh vuốt lại. Ok, anh vuốt lại. Nè. Đây còn một cách nữa, anh sẽ hướng dẫn cho mấy bạn luôn. Là như vậy. Thí dụ con khách nó dở trứng, nó đang có cái shape coffin, nó dở trứng. Lấy cái này đi nha. Nè. Ok. Nó muốn làm coffin thì mình có thể mình chạy bằng cái đầu dũa giấy nhám này cho nó dễ, cho nó an toàn. Mấy bạn chạy coi chạy này. Thấy chưa? Mấy bạn thấy có bột chạy không? Mấy bạn coi chạy nè. Mấy bạn nhìn nè, cái tay nè, hai cái tay có thế nè. Đẩy nè. Thấy chưa? Mấy bạn lấy xếp không? Khi mà đi lên tới gần cái này, mình đi lên trên. Đến vậy này, đi lên nè. Đó. Có rất là nhiều bạn làm như vậy lè lẹ lắm mà đẹp nữa. Mấy bạn hiểu chưa? Đó là thêm một cái cách để mình lấy xếp cho nó nhanh nhanh gọn lẹ đó. Khi mà mấy bạn tay nghề giỏi giỏi chút xíu rồi mấy bạn làm kiểu này. Còn mấy bạn mới mới thì đừng có làm, nhiều khi làm chưa có được ha. Khi mà mấy bạn tay nghề giỏi giỏi rồi đó, mấy bạn nên thử cái đó đi. Rất là màu và đẹp nữa, thẳng lắm, xếp coffin đâu ra đó. Nó mười như một vậy đó, nó y chang giống như nhau, rất là đẹp và đều. Ok. Này bạn thấy chưa? Coffin. Ok. Rồi, anh sẽ làm một cái anh sẽ làm một cái xếp xếp gì đó cho xếp xếp nhọn và một cái xếp almond cho cái em cho em kia nãy đang học hỏi. Đây. Các bạn coi đây. Thì bây giờ mình sẽ làm hai ngón này, mình sẽ vuốt xếp coffin và mình sẽ xếp almond và mình sẽ vuốt xếp tèo le đột nha. Ok, bạn coi đây. Ok, mình sẽ dùng cái chai glue này. Ok. Mình sẽ gắn nó vô đây vậy.
Đây. Nếu bạn nên coi coi cái gắn cái thiếp của mình gắn nó có đi thẳng ở ngay giữa con đường này của mình hay không. Cảm ơn anh canh nước và lấy cục khó quá anh ơi. Canh nước. À, cái đó là cái kinh nghiệm đó em. Khi mà em lấy khoảng chừng vài lần là em sẽ quen. À, thơm á của em đó, em là đây, đây 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 em thơm, em thơm lấy sếp anh không quên em ok. Này anh sẽ lấy sếp coffin và anh sẽ lấy sếp almond và stiletto cho em này. Đây. Em lấy khoảng em chịu khó em lấy cái tip ra để em ngồi em tập. Nhưng mà em đừng tập nhiều, một ngày em tập khoảng chừng 10 10 một ngày em tập 10 20 ngón tay thôi. Khi mà mình tập nhiều quá đó, nó không có tốt nữa. Tại vì tập nhiều quá mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Là mình sẽ không còn control được cái đó nữa. Mình cứ tập 10 cái, 20 cái rồi mình nhìn cho thật kỹ. Như vậy mình mới control được cái đó là như thế nào ha. Ok, thơm thơm thơm, chờ anh chút xíu anh lấy kéo đây. Đấy, kéo đây. Nè. Teledos. Ok. Anh cắt ngăn cá đi cho em coi cho em thấy đi. Ok. Nếu mà em làm Teledos thì em nhìn ở ngay giữa này. Thơm, em nhìn ở đây này, em nhìn thẳng ngay giữa này đúng không? Thì em biết là ngay giữa này là em đang anh đánh một cái mark một cái cho em biết là ở ngay giữa là cái điểm nhọn nhất của nó ở ngay giữa này. Đúng không? Bắt buộc em phải cái điểm nhọn nó phải nằm ở ngay giữa. Nó nằm xéo bên đây đâu được đâu, nằm xéo bên đây đâu, bắt buộc em phải nằm ngay giữa. Thì nếu mà em nhìn ở ngay giữa được, em đi cho anh này. Một phát ngay đây này. Em đi cho anh từ trong đây này. Một cái ra như vậy này. Ok. Cái này cái tip này nó bị cong, dễ cong. Em dúa canh 10 móng khó quá anh ơi. Thanh Thúy, em canh 10 móng tại vì em chỉ có em tập từng chút một. Em Thanh Thúy em ở thành phố nào vậy? Còn cái này là anh làm ao mình nha. Anh làm ao mình cho thơm cái này nha. Ao mình thì mình sẽ ôm nó vô như thế này. Vô thế này. À, mấy bạn ở thành phố nào này à, sau khi hết dịch rồi đó mấy bạn nên nhớ là như vậy, sau khi hết dịch đó là David sẽ đi làm show lại à, David sau muốn đi làm show lại, David chờ cái thuốc nó có cái thuốc cái gì đó chắc ít nhất cũng khoảng là tháng 2 tháng nữa David mới đi làm show lại, tại bây giờ chưa có đi làm được ha. Nhưng mà khi mà David mà đi làm show lại đó, những bạn và những anh chị nào á em ở Việt Nam, ở Việt Nam thì anh thua, phải em ở bên Mỹ đó thì anh sẽ giúp cho em được. Anh đi mỗi lần mà đi show đó em tới gặp anh đó, anh chỉ cho. Nè mấy bạn coi này, đây nè Thơm ơi Thơm, coi cái vú sếp Stelado nè. Ok. Em nên nhớ Thơm, em nên nhớ nó càng nhỏ bao nhiêu thì nó càng đẹp bấy nhiêu. Nhiều khi em mua không đúng loại đó. Nếu mà em mua đúng loại thì nó bám chắc lắm. Nhiều khi em mua cái thằng này nó không đúng của nó cũng rớt ra nữa này. Em thấy không? Anh làm bụp cá dính luôn nè. Ok anh Flo qua Pháp, anh qua Pháp anh kiếm em nha. Thấy không? Thơm, nhìn kỹ nè. Ôm thằng này vô bao nhiêu đẹp bấy nhiêu nha. Nè. Trèo lá đột càng nhọn thì càng đẹp. Ok, càng ốm thì càng đẹp. Ok. Như super model vậy đó, càng ốm càng đẹp. Ao mình dúa không tròn hai bên. Ok. Cái này là stellar rồi đúng không? Bây giờ ao mình nè, coi này ao mình nè. Ao mình nó giống y chang cái sếp coffin thôi. Mấy bạn coi kỹ nè. Ôm vô nè thấy chưa? Ôm vô nè thấy không? Nè. Đó. Thấy không? Thấy nó ôm vô không? Ôm rất là nhỏ. Đó. Ôm rất là nhỏ vô này. Thấy chưa? Sau khi ôm vô rồi đó, mình để cái này nằm ở dưới nè. Bạn thấy không? Nằm dưới không? Mấy bạn nháp nè. À, thấy chưa? Dạ, thưa các bạn và các anh chị và kính bà con cô bác, coi như là mình đã xong cái xếp ao mình. Nó không có gì khó hết.
Em muốn cho nó tròn hai bên thì em phải nằm thằng này ở dưới giống như vậy. Morgan. Ok. Em nằm ở dưới như vậy đó thì em duỗi như vậy đó. Đó. Là sao em nhấp 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 mấy cái. Em nhớ nhấp nha, em có biết nhấp không? Biết nhấp không nhấp thì anh chỉ cho em nhấp. Nè, em nhấp 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 ở dưới này nè. Lê Minh Hiếu, em mua người ta để sẵn luôn á, nếu bị vậy thì làm sao khắc phục được anh? Em có thể là em khắc phục bằng cái cục này này. Em có thể chêm một cái gì, em có em kiếm một cái gì trong đó đó, em chêm cái gì, em chêm cái gì vô đây cho nó cứng cứng xíu để cho em đút nó vào cho nó dễ, cho nó chắc, hiểu không? Đó. Em kiếm gì cho nó cứng cứng, là cái này nó cứng lắm, em thấy không? Mà khi mà nó đã bóp vô rồi nó chết trong này luôn, nó không ra rồi. Em tuốn nhọn là sẽ bầu bầu một xíu. Em để thẳng đưa lên rồi duỗi hai bên. Rồi, thấy chưa? Tham thấy chưa? Mấy em thấy chưa? Cái shape coffin này đẹp không? Quá đẹp đúng không? Chị anh thua là mình duỗi cái shape. Nó ôm hơn vô là cái shape coffin. Tại vì cái coffin mà mình ôm vô như vậy đó thì mà khi mới xuống đó thì nó không có đẹp. Nó phải ôm hơn coffin nữa thì nó mới đẹp. Chú ơi con hay bị lỗi duỗi thẳng hai bên mà lẽm thẳng vào khóe làm mất bột, do con đặt cây dũa sai hay sao, nhìn lộ phần bột ra khóe xấu lợp rất xấu. Chú ơi con hay bị lỗi duỗi duỗi thẳng hai bên vào lẽm vào thằng khóe và vẽ lẽm thẳng vào khóe làm mất bột, do con đặt cây dũa. Đúng rồi, khi mà nó vô cái khóe đó hai bên này đó là tại vì con đè vô cái này vô sâu quá. Trang Huỳnh nha, con nhớ là mình làm á, mình từ trên đầu này mình đi tới chỗ này thôi, cái khóe của mình là mình đi tới đây thôi, đi tới đây thôi, thấy không? Mình vúa thì mình vúa tới đây thôi, chứ đừng có vúa vô sâu hơn nữa. Mình vúa sâu hơn nữa thì nó sẽ vô cái khóe này, thì nó lòi cái khóe này ra của người ta ra, nó vừa đủ thôi, hiểu chưa? Hiểu không bé bé gì bé bé Trang? Nè, vô tới nơi thôi, là vừa trong đây nè. Đó, vô tới đây, vô vô tới cái ngay cái đầu nữa này, đừng có đi vô sâu quá, sâu quá nó lòi hai khóe ra, hiểu không? Rồi nếu bạn thấy nè, tèo đá đột nè, ao mình nè, bây giờ mình đắp bột cho anh coi nha, cho anh coi đắp bột, và em coi lại, anh đắp bột lại cho mấy em coi nè. Ok mấy em chú ý nha, đây ha, tiếp tục đắp bột nè, đẩy ra nè. Okay, now you guys see. Okay, here we go. I'm gonna apply acrylic now. Okay. Không có chi, không biết chi bé bé Trang ơi. Nè. Cục bột này ha. Thả xuống ngay cuticle nè. Buông nó ra này, thấy không? Chùi cọ này, thấy không? Ôm nó vô nè, ngay cuticle tròn này, lo cuticle tròn nè. Kế. Sau đó ôm từ hai bên này ôm vô này, mấy bạn nhìn kỹ này, thấy chưa? Ôm vô. Thấy thấy đây mình kéo kéo không? Mấy bạn cứ tập kỹ này, rửa rửa cọ nữa này. Kéo vô này. Rửa cọ nè, kéo vô nè. Kế, rửa cọ nè, tập cái cánh rửa cọ đi. Thấy không? Rửa cọ nè. Tập rửa cọ nhiều đi cho nó nhiều lần để cho mình quen. Rồi sau đó mình làm mình không cần phải rửa nhiều lần như vậy. Nhưng mà David muốn tập cho các bạn rửa cọ nhiều là vì lý do mình rửa cọ nhiều thì nó sạch. Thấy không? Ôm vô này thấy chưa? Bột nó không dính vào cọ. Thấy không? Rửa cọ này. Bột không dính vào cọ thì cái cọ của mình lúc nào nó cũng sạch cả. Thấy không? Mà nó làm rất là đẹp và đều. Nhận thấy không? Ôm nó vô này thấy chưa? Đó. Thế là nó vừa tới nơi tới chốn luôn, không thiếu không dư nè. Các bạn thấy chưa? Đó nè, nước nè, bạn thấy chưa? Cùi cọ sạch sẽ này, thấy chưa? Cọ nó dơ trước khi làm,
trước khi cất đi, lúc nào cũng vậy, chùi nó qua một bên. Nè, bây giờ mình làm lại cái móng nhọn này. Cái móng nhọn này đắp bột khác cái móng kia nha. Nó cũng nó phải khác mà nó hơi khác một chút xíu là cái móng nhọn này ở dưới thì nó phải dày. Dày bao nhiêu tốt bấy nhiêu, tại vì nó không dày nó sẽ bị gãy nha mấy bạn. Mấy bạn thấy chưa? Nào bây giờ mình coi là mình đắp bột nhọn này cho mấy bạn coi nha. Đây. Nè, mũi nhọn nè, lấy có bột này thấy không? Nhìn đi, chú ý nè. Nhọn nè. Cục bột này thấy không? Thấm miếng giấy xíu này. Thả ngay cái silico nè. Buông ra nè. Ôm nó vô ngay chỗ này một cái nè. Ôm nó vô ngay chỗ này một cái nè. Thấy chưa? Chùi cọ sạch nè. Ngay silico làm cho thật tròn nè. Ngay cái đi cầu cho thịt tròn nè. Ôm vô nè, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Ôm vô nè, thấy chưa? Đó. Ôm hết vô ngay giữa nè. Đó, mấy bạn thấy ôm hết vô ngay giữa không? Đó, cứ thế mà kéo xuống. Cứ thế mà kéo xuống. Nè. Ôm vô cho thật đều nè, không? Đó, thấy chưa? Cứ thế mà ôm vô hết nè. Các bạn thấy chưa? Kéo nhẹ cái nè. Kế cho nó nhọn nè. Đó, mấy bạn đã có một cái món nhọn quắc. Ok, bữa nào anh làm cho em bộ rồi hai anh em mình đi ăn ốc. Ha, bữa nào anh làm cho em bộ nghe Morgan. Rồi bắt đầu mình hẹn nhau đi ăn ốc nha. Này các bạn thấy chưa? Nhọn, thẳng, đều, đẹp, gọn. Không tốn thời gian làm chuẩn. Bây giờ mấy bạn thiệt xe ra mấy bạn coi này, mấy bạn nhìn cái móng tay này nè. Độ cong này. Có độ ôm, có cuticle tròn. Mấy bạn chỉ cần vuốt xẹt xẹt mấy cái buffer xong, đúng không? Rất là dễ, rất là dễ kiếm tiền. Nếu mà mấy bạn master thật sự ra đó, trong cái khâu móc, trong cái khâu mà làm bột đó, đắp bột là một cái khâu quan trọng nhất. Những cái khâu khác cũng là quan trọng chứ không phải là không. Nhưng mà cái khâu đắp bột quan trọng nhất. Mấy bạn đắp bột đẹp thì mấy bạn không cần phải giũa nhiều, đúng không? Đắp bột đẹp thì đâu cần chi giũa. Nghe không? Nghe không Thơm? Thơm đẹp gái. Quá em chơi nha. Khỏi ông brother Thơm. À, thấy chưa? Nào bây giờ này em coi nè. Cái này anh chưa vũa gì hết nha. Em nhìn nè. Anh chưa có vũa, anh chưa có làm gì cái móng này hết nha. Mà em thấy không? Cái cách quả đắp bột không? Nó đủ tới nơi luôn rồi. Nói thật luôn, nếu mà thực sự ra anh là một người làm trong tiệm mà anh muốn làm mà để cho anh chạy khách anh buffer luôn. Anh nói thật, anh chỉ có vũa chút xíu critical thôi anh buffer. Cái móng dài, móng ngắn gì anh thiệt luôn, anh quất nửa tiếng hồ 30 phút anh cũng quất ra hết. Tại vì sao? Anh đắp kỹ, anh không cần vũa nữa. Anh kỳ quá, quá kỳ. À, mấy bạn thấy chưa? Này em nhìn cho kỹ này. Anh rờ á, nó rất là bóng luôn. Nó bóng giống như là mấy cái mông của mấy đứa nhỏ vậy đó. À, của mấy đứa nít á, mấy đứa nít mới đẻ đó. Nó bóng như vậy luôn á, thấy không? Nó rất rờ, nó không có gồ ghề, nó không có gì hết trơn á. Cái này là thấy không? Thì sự ra này bây giờ mấy em coi nè, anh lấy cái buffer này. Thấy chưa? Anh buffer luôn nè. Ok. Thì mấy bạn thấy được cái độ đều. Mà nãy giờ anh chưa có vuốt xếp luôn đó nha. Anh đắp xong, anh không vuốt xếp coi, anh thử buffer coi. Mình nhìn có nó ra như thế nào. Nè mấy bạn thấy chưa? Rất là đẹp nha.
hai kê chưa? Xong rồi chưa? Xong chưa? Ok. Rồi mấy bạn thấy sao? Này bây giờ mấy bạn thấy là bây giờ mình đây này, cái thằng này bây giờ mấy bạn coi này, vúa nhẹ thôi này. Vúa nhẹ thôi này. Thấy chưa? Vúa nhẹ thôi này, thấy chưa? Tom, em vúa nhẹ cho anh nghe này này, em vúa nhẹ cho anh như vậy này. Thì hai cái thằng này nó phải thẳng như vậy. Em đắp bột gồ ghề vúa máy rất cực. À, nó đắp gồ ghề là tại vì em đập bột nhiều quá. Em hiểu không? Ở dưới kia đó foam work quá, ok chú. That's good. Thọ Ngọc, em đắp bột gồ ghề quá. Bây giờ như vậy là ngày mai là thứ bảy đúng không? À, ngày mai thứ bảy, ok. Bây giờ này anh có cái anh sẽ muốn làm cho mấy em coi. Ngày mai anh dạy cho mấy em đắp bột nữa. Tại vì cái khâu đắp bột là cái khâu quan trọng nhất. Ngày mai anh sẽ dạy đắp bột và ngày mai anh sẽ dạy đế xếp nữa. Mấy em thấy sao? Anh không có dạy, anh ngày mai anh sẽ dạy rất là đơn giản. Anh sẽ dạy móng ngắn, móng thịt là ngắn, lấy bột như thế nào, móng dài lấy bột như thế nào, mà móng coi như là ngày mai anh sẽ dạy hết tất cả các em cách đắp bột. Ok, để cho mấy em học được cái cách đắp bột để mấy em kiếm tiền. Quá đẹp và xuất sắc. À, xuất sắc không em? Xuất sắc là bữa nào anh tặng cho em bộ ha. À, rồi anh với em đi dạo biển chơi. À, anh tặng cho em bộ đi dạo biển chơi, dạo biển đi mua đi ăn ốc. Hả Thúy Tiên này, mấy bạn thấy chưa? Xong rồi thấy không? Ngon lành. Chú ơi ở tiền kiếm tiền mua bột chi sổ đó. Đúng rồi, Mỹ Linh Tô kiếm tiền mua supply nhá không? Bây giờ đi này. À, xin chào mấy bạn này, bây giờ mình sẽ